Về thăm di tích Lán Le Bầu Cò, nghe kể chuyện chống giặc hào hùng năm xưa các bạn ơi. Di tích Lán Le Bầu Cò cách trung tâm thành phố khoảng 20 km, thuận tiện cho việc đi lại thăm viếng. Nơi đây xưa là đồng bưng rộng lớn, lau sậy mọc tùm, thuộc căn cứ Vườn Thơm Bà Vụ, huyện Trung Huyện, tỉnh Chợ Lớn. Nay là huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, nằm tại cửa ngõ phía tây nam Sài Gòn Chợ Lớn. Bước sang giai đoạn chống Mỹ cứu nước, Lán Le Bầu Cò vẫn là nơi hiểm hóc đối với Mỹ ngụy. Các nhà quân sự Mỹ cho biết một điều rằng, Lán Le còn Việt Cộng thì thành phố Sài Gòn sẽ không dễ an toàn. Ngày 14 tháng 4 năm 1966, theo tình báo nằm trong kế hoạch tìm và diệt của Mỹ ngụy, Mỹ ngụy đã dùng trực thăng đổ xuống vành đai ấp 1 xã Tân Nhật một tiểu đoàn biệt động quân. Hỗ trợ lực lượng này gồm có máy bay phản lực, pháo binh với ý đồ dùng lực lượng mạnh tiêu diệt lực lượng nhỏ. Bây giờ lực lượng của ta chỉ còn có đại đội 2, tiểu đoàn 6 Bình Tân và một số đội du kích xã Tân Nhật. Sau 18 năm, lịch sử đã lặp lại trên vùng đất Lán Le anh hùng này. Từ thế bị tấn công chuyển lên thế chủ động tấn công, trong trận đánh này ta tiêu diệt và làm tan rã tiểu đoàn biệt động của Ngụy. Cũng tại căn cứ Vườn Thơm Bà Vụ, vùng Lán Le nơi đây là một trong những cánh quân hùng hậu tiến vào nội đô Sài Gòn, góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968. Trong khi đó, lực lượng vũ trang cách mạng tại Lán Le Bầu Cò lúc bấy giờ được trang bị thô sơ, lực lượng nhỏ, chỉ có 4 đại đội của trung đoàn 308, trung đoàn Phạm Hồng Thái, quốc vệ đội, nhưng có lợi thế về mặt địa hình và luôn nhận được sự giúp đỡ của người dân địa phương. Sau hơn nửa ngày chiến đấu, từ thế bị bao vây, lực lượng vũ trang đã chuyển sang thế chủ động tấn công và cùng với người dân rút vào rừng tràm Bà Vụ an toàn. Trong trận này, lực lượng ta loại khỏi vòng chiến đấu 300 tên, bắt sống 30 tên, phá hủy nhiều phương tiện quân sự. Nói tiếp chiến công, mảnh đất này đã trở thành vết đen trên bản đồ của địch. Ngày 14 tháng 10 năm 1966, đại đội 2, tiểu đoàn 6 Bình Tân đã có quả chiến oai hùng khi làm tan rã và tiêu diệt tiểu đoàn biệt động quân, thu được 50 súng các loại, tiêu diệt 144 tên và bắt sống 8 tên. Nhớ về vùng Lán Le Bầu Cò là nhớ về vùng sông nước đầm lầy, là nhớ về những người lính quốc vệ vô cùng thân thương, chỉ có nơi nớp với giáo lòng yêu nước nồng nàn, là nhớ về những người mẹ, những người cha, những người anh, những người chị tay chân lắm bùn lam lũ quanh năm nhưng vẫn một lòng dạ theo đảng để bảo vệ căn cứ Vườn Thơm. Đó còn là nhớ về quân đội ban đầu còn non trẻ nhưng thể hiện được sự chỉ huy năng động, mưu trí sáng tạo, tận dụng được lợi thế địa hình, địa vật để phát huy ưu thế. Bên cạnh đó là tình nghĩa gắn bó giữa quân và dân đã tạo nên một Lán Le thiên thời địa lợi nhân hòa, yếu tố của mọi thành công và chiến thắng. Thời gian trôi qua nhưng chiến công Lán Le Bầu Cò đã ghi vào lịch sử vang danh một cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm không bao giờ có thể quên được.